hơi sợ bay đi bà nè bùa lát nâng à ná hô bay ế hả hô bay ế nè nè sấy nhé anh chứ màn đấy anh đây bùa mấy nhanh khơi màn nè màu xong bay ở đây anh thả anh màu tiết miền tập ở đây tùy văn vô anh chứ màn đấy anh mà này nè, đây phí anh xa lại đi, à đây đi. Ấy bữa ban đây phí ấy còn bao nhiêu kia ấy, anh xa lại với nè. Ba. Ngang nhé. Bữa tránh phê na nhổ mà ăn tiết này vô mà ao gì nhớ ai da hồi sơn mình gì ta mình ai hộp bông tia đấy hả mà ăn nó lược tay mà thiệt mớ anh mơ mớ ai da ngại nhau ơi ai ta hộp không ba nè ai ta hộp không ba nè hả đấy hả đó là bây giờ cái pop đó bây giờ trái đó à nó cần xuống trong trái chào à ồ ấy bàn hộp đây đó cái pop đó là trái đó là nè mỗi đứa hộp là cho mấy đứa nhỏ ơi xong bài nó vô từ hôm á mà vô từ mới lên á tại vô từ mới lên nè lại canh đá mới phân phu mày ôi cái vô mà khai cái vô mán thầy sang sắp rỉa lại băng ai kia tới rồi khỏi cái mà tia ấy chẳng tới dương hoặc tới kia mà bạch phía bạch à phở lại dương nam tới đó. Mà bạch phèm phoan chẳng buôn bạch vừa phải phoan ấy ở cái phát phải phoan đấy chẳng ai nhỉ hộp chẳng ai nhỉ bạn ấy là vậy ôi dồi ngại nhà vui sông mát nữa hai ta hôn mát ba nè cho ông xin miếng được không hả hả được không cho ăn miếng hộp vịt này nha có lấy cơm không bài hộp ó hả à lấy xoa bông tia nó ăn hấu ấy ăn hấu ai ta mà hả ai hộp ó bài ấy là khoai ai cho món tiếp hả mà trời ở đây nó cái nhà này là nhà nước cho đó, cái nhà này là của nhà nước cho ừ ai vui chứ ai nhau vương ừ mát đấy chắp giúp mấy nó phiếm này kem lụa mấy kem má lụng hộp chứ nè nó làm sao cái lụa ta? Dạ cái lụa bên tre cái đợi vô mọi người đi tha cái đó lụa cho tre tre thôi. Bạn bè của môi nó xong ở ta xong một mặt phong ở ta hồ phong ấp ơi không cho hả cho xin miếng nhỏ vậy thôi hả cho không cho xin miếng nhỏ thôi cho xin ăn miếng nhỏ gì nè mà anh tí chứ cô ấy bay từ nào rồi không à
anh xôm toàn toàn ổ xôm bê hộp cho muối ơi lấy bê hộp ở hỏi vì ạp hiện chanh máu và khai anh xôm bao nhiêu anh toàn xôm ấy càng tí cầm ao thôi ôi anh khám ao anh khám đắp bên nào bên này má ao kia ổ xôm bê màn tí cho bê ạp ao rồi ở lấy tay phụ tiết tay vừa phụ anh kia rồi át phẩm sợ tay đi hết liệt cơ nó sớm là nghèo thiệt hãy chán bay đùm bay mà pháp nó hãy đau đau chung bên thun nhá hả hãy vô tự uất nên viên là xây xây năng lượng mặt trời không với phở ban đấy cơ bản năng lượng mặt trời là có đèn núi với ai chỉ kiên nâng giúp cái bao lư ai nâng ngón này mới bắt tay dương đã mau kẻ nâng mình đã không kết đang kẻ à, đang kẻ muối rồi kẻ muối không ai ủa chứ tha cái cỏ mà tô cái trong xa chưa mà tô ai à cồn miến mai miến đá nó mà mấy người u o mà nơi chở này vừa vừa thưa ấy đó nghe bay nó anh ao vô mà hốt mình vô mà mới lên nữa đó mà hại chứ ơi à, để cho ba thay vô mà hôm thôi là mở mà hôm ba nó cùng vô trên đi mưa mưa cái nông một tố này sao lại nhanh nhỉ nhanh rồi à, nhanh nhỉ ấy cho anh dễ chân anh nó tiệt được một bình anh nhá ở đây á, là cái cổng chùa Phục Căn mà có bạn kêu bằng chùa cổng trời á, à, bên đây là cái núi dài nè, còn bên đây là núi cấm, cái đường vô chùa nè, quay cho bà con coi, cảnh dịp đi đi phát quà từ thiện rồi quay cảnh làng mạc cho bà con coi luôn. Cho cái làng bên kia còn được không biết mấy hộp hai ba hộp vậy để đem vô đây cho bà cụ ở trong này. Ở trong này có hai bà cụ cũng nghèo. Nó đi đâu mất tiêu à. Mấy lụa đô ấy, miền lụa đô rồi đấy. Nè vô bài vô bao nhiêu mà cái trăm mà này. Ủa dê gì nấu? Nè nấu dê nè nấu mai tẩy. Giang hả? Vô chút con môi. Ủa cho dê miền chai hả? Ờ. Thế rồi rồi cái đám rồi cái cái nó từ thiệt á cái lụa nông phù với tay thế này chắc hả ông vô tới ao cua khang phục cột thông ba lụa ấy bún rêu mà với kia át ai lũ ơi lũ này nè đằng sau với sao bay đi bà nè pua à át nó ngà ná hô bay vậy
Hả? Họ bay vậy? Nè. Ừ. À lấy sao là bay ấy, đã buồn nè. Hả? Ừ. Lấy chạy cái này hộp ấy nè. Nè. Nó chạy ở bóng hộp không? Nè. Ừ. Má, vì vậy vui vậy ta. Ồ, anh ấy vừa chạy mới chân anh mạnh bởi xí rồi. Bỏ áp chân anh bởi trí kia nè. À, bì nè, tôi đứng hộp bạch ơi, chạy ở bóng hộp không? Ôi dồi, ôi dồi, chân anh nhau vui. Ây da, chân anh nhỉ? Dạ, anh ấy có chân anh đây nè. Nè, nè. Ừ, nè. Anh ấy chở anh với dương hôm ó, dương chạy ở bóng hộp không? Nó. Ừ. Mỡ mỡ, bao nhiêu mỡ cho anh nhỉ? Ây da, ngọt lắm à, ngon không? Ngon không? Ừ. Anh miếng này vô xíu hay vô thực tế sẽ đã trô lấy. Vô xíu đã trô đó, bật với nhau. À, cái kia tới. Dương đã bay nó trô cái này tới buôn nạ hộp. Nè, đã cho cái này tới rồi chạy cái này hộp. Nè. À, vô tới đã cho cái này tới rồi chạy cái yếu cho cái này. Kiếp bác ơ rừng ngớp. Tự bàn tầm ngái ra cứ bật bình. Nè ai bị nẻo rồi mà sợ ấy đâu, cái này chở nó mà nó bị giáp. Ở con trai từ thực ca là phải có mấy đứa đi chở mấy đứa đi Sài Gòn mấy đứa à, hai vợ chồng hả? Rồi con này là con của nó hả? Giờ không có tiền mà bà cũng phải nuôi thôi chứ làm sao? Tham mái ở ạch nhà lui máu vô từ việc vô của anh ăn vô từ cháu rồi sẽ tới. Ủa giờ cả lấy với anh nên thử can chữ ngư ấy thế hả? Nè. Ở. Bắt tay vía nó, vía miền thử cho chữ ngư ấy thế. À, ạch chóp nó sầm nắng á, ạch lạc kì chóp nó. Dưỡng vậy toàn tới nó phun ná, đôi phun ná. Làng nào cũng vậy, cũng có con nó đi làm ở khu công nghiệp nó mới có tiền gửi về. Cái này chắc cũng gửi tiền đi làm việc gửi tiền về. Cái này gửi đi làm đi mấy năm mà mới có tiền cắt. 8 năm hả? 8 năm mà cắt được cái nhà đẹp nè. Đó bây giờ mấy đứa nó bị cách ly ở trên khu công nghiệp ở Sài Gòn rồi gì đó. Bây giờ nó gửi con nó đây nè, nuôi con nó ba đứa. Rồi mấy hai cỡ 2 tháng nay, 2-3 tháng rồi hả? Đó. À, tới giờ là không có tiền. Ờ, à, 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 30 tháng 4. Nó từ ngày lễ 30 tháng 4 bắt đầu bà con đi du lịch này nọ, rồi bây giờ nó lây lan ra, bây giờ mấy khu công nghiệp nó bị dính rồi. Rồi con của bà hai vợ chồng nó đi làm ở trên khu công nghiệp, bây giờ người ta cách ly trên đó rồi. Không biết chừng nào mới là xong rồi. Rồi ở nhà thì ở dưới quê thì hai ông bà cứ tiếp tục nuôi cháu thôi. Thấy nhà đẹp không? Thấy cái nhà thì còn đẹp lắm nè, mà đẹp thiệt. Nhưng mà con cái nó bị cách ly rồi, nó đâu có tiền gửi về nuôi mấy đứa con nữa mấy. Thì ông bà ở dưới quê cũng phải tiếp tục nuôi cháu rồi. Nó sẽ bái gì? Ủa khơi. À, khơi chọc tay viên phung rồi, của bà ơi, bình nà cô miên tục ấy chẳng tới mau. Còn cặp lại đã dê lên ở dê, sẽ bái chân chẳng tới của. Ủa cái thá ta sợi bàn đón đó, đôi tập thật làm tư và bàn chán đấy nè.
Ủa đoàn chân tới máu thứ ở dưới sau sẽ bài hình chân tới. À nó được như ông đã xăm tư ở dưới dẫn à. Mấy hô bụi nở. Mà ở cô nó dưới nhầm tùng hộp nè nông. À nở. Nở à. Nè. Nè nè nè. Nè ta phèm chê. Ta phèm tha ta vô bài mà ở tục hộp á nè. Mẹn vô tục mới lên á. Ủa nền thật. Ủa xì ở phòng xì ấy. Ủa nền chan nè. Anh xa mà nãy vô má ấy xì ở phòng xì ấy sao lại bài.